Thưa quý vị và các bạn, áp thấp suy yếu từ bão số 3 đã tan hoàn toàn, vì thế trong ngày hôm nay cả miền Bắc chấm dứt mưa dông, đón ngày cuối tuần với tiết trời tạnh giáo, nền nhiệt cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 30-34 độ, trời oi bức nhẹ về trưa và chiều. Dự báo trạng thái nắng giáo tại miền Bắc sẽ còn duy trì cho đến hết tháng 8. Sau đó từ đêm ngày 31 tháng 8 thì hội tụ gió trên mực 1.500m có khả năng hình thành trở lại trên khu vực, gây ra một đợt mưa rào và dông cho Bắc Bộ. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to tập trung tại các tỉnh trung du và vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét và gió giật mạnh. Với các tỉnh thành phố ở miền Trung, hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng mạnh từ sớm, nên nhiệt hầu khắp các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận đồng loạt tăng lên ngưỡng từ 34-35 độ. Nóng cũng tái xuất hiện tại khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi. Mức nhiệt dao động trong ngưỡng từ 35-36 độ. Tuy nhiên thời gian nóng trong ngày cũng không dài, chỉ tập trung trong khoảng từ 11-14 giờ chiều. Bão số 3 tan đi, vì thế gió mùa Tây Nam cũng suy yếu nhanh, kéo theo mưa ở phía Nam cũng giảm đáng kể. Trong chiều và tối nay, khu vực vẫn có mưa nhưng diện mưa ở mức rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, tập trung ở các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang. Còn trong ngày trời có nắng nên nhiệt độ ở cả hai khu vực đều tăng nhẹ, dao động từ 28 cho tới 31 độ tại các tỉnh Tây Nguyên, còn tại Nam Bộ là ngưỡng nhiệt từ 32 cho tới 34 độ. Trên biển, cập nhật từ các mô hình dự báo uy tín trên thế giới, trong khoảng ngày 1 tháng 9, trên khu vực vùng biển Đông Bắc Philippines sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Sang tới ngày 2 tháng 9, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Hinamno. Theo dự báo mới nhất, sau bão sau đó sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc rồi đổ bộ vào Nhật Bản trong ngày 5 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 1 tháng 9, gió mùa Tây Nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại, khiến cho mưa tại khu vực Nam Bộ gia tăng. Ngoài ra, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau bão số 3, từ nay tới cuối năm, dự báo trên khu vực Biển Đông còn khoảng 7-9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 3-5 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta.